mục tiêu đã xuất hiện. Nên đó, cọc đừng vào vị trí. Dạ, xin mời, bên này. Chuyến đi ổn chứ hả? Ổn thỏa hết, hàng đâu? Đâu cần nóng vội vậy đâu ông Kim, hàng đã chuẩn bị xong rồi. Dẫn đại tá lên đi. Hàng đang được chuyển vào. Nghe rõ, cọp trừng vào vị trí. Tuân lệnh. Đại tá. Xin chào ông Tony. Mọi thứ ổn chứ? Hàng đã sẵn sàng. Mọi người chuẩn bị hành động. Ra xem chuyện gì. Cảnh sát. Monty, dắt. Dạ. Chào bà, đi với tôi. Dạ. Sẵn sàng chưa? Dạ. Đi.
phim được dịch bản tiếng tại phim chỉ biết. Biết. Cố gắng lên em. Mạnh mẽ lên Biết. Biết. Mở mắt nhìn anh đi. Biết. Biết. Người thân vui lòng không được vào. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu chữa cho cô ấy, nhưng do vết thương quá sâu và quá nặng cho nên bệnh nhân đã ngừng thở. Bim. Anh xin hứa với em, anh nhất định sẽ bắt bằng được kẻ đã khiến em mất mạng. Anh hứa đó. Một không nhé. Một một. Chúng ngay tim luôn rồi. À. Cậu thua rồi đó Sơn Trang. Cậu chơi ăn gian quá à. Gọi là thông minh mới đúng.
lương lẹo. Nè, uống nước nghỉ mệt đi nè. Nè, uống đi. Của anh nè Tony. Cảm ơn. Ôi trời ơi, mồ hôi quá trời kìa. Cũng thường thôi. Để em lau cho. Hết chưa? Còn chút xíu. Rồi, tốt lắm, thêm tấm nữa nha. Được. Cho em chụp chung với. Rồi, tự nhiên nha, vô giữa đi. Xích vào chút. Rồi, tôi chụp tấm nữa nha. Ba người luôn. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Đồng ý lấy anh nha. Em không thể nhận nó được. Tại sao? Kim cương này nhỏ quá hả? Anh mua cho em cái lớn hơn. Em không muốn nhận những thứ mua từ đồng tiền bất hợp pháp. Anh Tony, điều duy nhất em muốn là anh trở lại là anh ngày xưa, người luôn tôn thờ chính nghĩa. Cái thằng Tony ngu ngốc đó chết lâu rồi mà. Nhắc tới anh lại càng thấy đau lòng. Anh cống hiến cả cuộc đời của mình, liều sống liều chết không ngại gian khổ, để rồi cuối cùng anh được gì? Không ai nhìn thấy sự cố gắng của anh hết. Anh không muốn quay trở lại cuộc sống gian khổ đó đâu Bim. Nhưng những việc anh làm hiện giờ là phi pháp. Anh hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Em xin anh đó. Những việc anh làm là để sau này hai chúng ta không phải vất vả. Sao em không chịu hiểu cho anh? Tony à. Hả Bim? Bình tĩnh thôi đi. Nhưng mà em... Có gì từ từ nói. Đừng có xen vào xong trai. Đây là chuyện riêng giữa tao và Bim. À, nói vậy không đúng. Bây giờ là chuyện riêng của một mình tao. Có chuyện gì vậy Pim? Tony làm gì em? Em đã chọn sai người rồi Bim à. Anh cũng chưa bao giờ thấy hối hận khi chọn con đường này. Chạy đi. Bim, em chờ ở đây, anh sẽ quay lại ngay. Khoan đã. Anh nhất định phải ra đó hả? Không sao đâu em cứ chờ ở đây nha, đừng đi đâu hết. Nè. Là mày. Có chuyện gì vậy? Tại sao mày lại ăn cướp đúng không? Nó thỏa mãn nhu cầu của tao. Tiền bạc, quyền lực, đó là cái mà tao đang cần.
Tao không thể nào ở lì cái vị trí cảnh sát bảo vệ công lý như mày. Nếu đã như vậy, tao và mày không còn chung hướng nữa. Đầu hàng đi. Mày cho là có thể bắt được tao à? Thử coi. Cái trò gì vậy? Bim trúng đạn rồi. Mày không thấy sao? Và cứu Bim đi. Mày muốn bắt tao thì lúc nào cũng được. Lẹ đi. Bim à. Đừng làm anh sợ nha. Có ai không? Mau ra cứu người đi. Bim. Dậy lên em. Sẽ không sợ đâu. Bệnh nhân nữ tên là Bim Ba, trúng đạn và được đưa đến đây điều trị. Ở phòng nào vậy? Xin được báo tin buồn với anh. Bệnh nhân Bim Ba đã qua đời rồi. Tao sẽ không để mày sống yên ổn. Thằng chó sụt chai. Là đội trưởng sao? Mày tiêu rồi, sơm chai à? Trời ơi! Đi. Hãy
Ôi trời ơi. Trời ơi, sao mà con phá quá vậy, thấy chưa? Bể hết đồ rồi kìa. Xin lỗi chị đi con. Xin lỗi chị. Xin lỗi cô nhiều. Không con sao tôi đâu không mà. Cố ý. Để tôi đền tiền cho cô nha. Không cần đâu, không cần, không cần mà. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Nếu là người khác thì anh tiêu chắc rồi. Chỗ này không an toàn đâu. Đi chỗ khác nói chuyện đi. Chết tiệt! Khi nào đội trưởng mới chịu bắt hắn đi? Anh thừa biết hắn đã làm gì mà. Bản thân tôi cũng rất muốn bắt hắn ta chứ. Nhưng chứng cứ mà chúng ta có vẫn chưa đủ. Có bắt rồi cũng phải thả ra. Mình không làm được gì hắn. Đã vậy chúng ta còn đánh rắn đồng cỏ nữa. Không phí công sao? Nhưng đã 10 năm rồi đó đội trưởng à. Cấp trên đánh giá là cậu đủ tố chất để chọn thực hiện nhiệm vụ bí mật của Cục Cảnh sát Quốc gia. Nhiệm vụ bí mật lần này có tên là chuyên án sâu. Cậu sẽ phải ẩn mình trong băng nhóm tội phạm trong một khoảng thời gian dài để điều tra và truyền tin cho cấp trên, nhằm tiến hành truy bắt và tố tụng. Nếu cậu đồng ý, chúng tôi sẽ lấy lý do để cậu rời trường, rồi tạo thân thế giả nhằm che giấu thân phận thật sự của cậu. Chỉ có tôi là cấp chỉ huy trực tiếp mệnh lệnh cho cậu và biết thân thế thật của cậu. Cậu có thắc mắc gì không? Tôi phải thực hiện nhiệm vụ này tới khi nào? Cho tới khi chúng ta bắt được mục tiêu. Tới khi nào bắt được Tony, khi đó cậu được nghỉ. Ráng tìm bằng chứng để bắt được hắn đi. Anh làm gì nói dễ lắm vậy? Anh cũng biết hắn rất là cẩn trọng mà. Có bao giờ tin ai đâu. Thậm chí là hôm nay hắn muốn giết anh. Hắn còn không cho tôi biết mục tiêu là ai cơ. Tony có vẻ thù hận đội trưởng lắm đó. Cho nên hắn mới tìm mọi cách để trả thù. Thậm chí hắn còn phái tới 2 người để thực hiện nhiệm vụ lần này đó. Như vậy là không hay rồi.
Nhưng cậu có chắc chắn tên còn lại đã chết rồi không? Đừng coi thường khả năng của tôi chứ. Bắn hắn ngã từ tòa nhà cao cỡ đó, không chết thì cũng tàn phế thôi. Cậu đừng quá chủ quan. Nếu hắn sống và quay về báo cáo Tony, cậu sẽ gặp nguy hiểm đó. Trừ khi hắn có chính cái mạng thì mới sống sót nổi. Nhưng làm sao hắn biết được chuyện đó là do tôi làm chứ? Hắn cử hai người tới muốn giết chết tôi. Một người bị bắn chết, một người còn sống. Tony sẽ nghĩ sao? Cách tốt nhất, cậu nên quay lại kiểm tra cho chắc chắn, xem hắn chết thật chưa. Alo, sao rồi? Bắt được người nước ngoài rồi. Tiếp theo chúng tôi nên làm gì đây? Giữ người lại để thẩm vấn, chờ tôi đến để xử lý tiếp. Dạ rõ. Giờ cậu tính làm gì tiếp? Tôi quay lại kiểm tra cũng được, xem hắn đã chết thật chưa. Vậy đội trưởng cũng yên tâm. Nhưng cậu phải thật khéo, không thì không thoát được đâu. Tôi đã làm nội gián cho đội trưởng 10 năm rồi. Tôi không chết ngu ngốc như vậy đâu. Tôi không bàn chuyện này nữa. Tôi phải về tiếp tục nhiệm vụ của mình. Cậu nhớ phải bảo trọng đó. Sunan, sinh nhật vui vẻ. Đội trưởng nhớ ngày này hả? Cũng đã lâu lắm rồi không có ai nói với tôi câu này hết.